Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phúc Chủ tịch bị xem thường như phó thường dân, ai đã sỉ nhục ông? Lâu nay, hãng Vietnam Airlines là hãng hàng không được chỉ định thực hiện các chuyến bay công vụ cho các nguyên thủ quốc gia. Ở các nước giàu có, họ có chuyên cơ dành riêng cho nguyên thủ, nhưng nước nghèo như Việt Nam thì máy bay có thể được trưng dụng làm chuyến bay chuyên cơ cho nguyên thủ khi cần thiết. Và xưa nay, không có tiền lệ nguyên thủ quốc gia đi nước ngoài bằng máy bay thương mại. Một nguyên thủ đi công tác nước ngoài bằng chuyên cơ, nó nói lên bộ mặt của quốc gia đấy. Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã đi tham dự đám tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe bằng máy bay thương mại là điều hết sức bất thường. Việc này xem như Bộ Chính trị đang xem thường ông Chủ tịch nước một cách quá mức. Đồng thời, bay thương mại là bay chung với thường dân, liệu có đảm bảo an toàn cho ông Chủ tịch nước hay không? Đó là một câu hỏi đang được đặt ra. Nhiều cơ quan chức năng cũng yêu cầu phải giải thích điều này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Với dân số hàng trăm triệu người dân, thì những chuyến chuyên cơ khi đi công tác nước ngoài cho các nguyên thủ là điều hiển nhiên. Và hàng triệu thường dân đã bay chuyến bay thương mại, và việc ông Nguyễn Xuân Phúc phải bay chuyến bay thương mại như vậy có khác nào bị xem như phó thường dân? Dù đó là Chủ tịch nước có biểu tượng không có thực quyền, thì ông cũng cần được tôn trọng chứ không phải bị xem thường như thế. Cách hành xử của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Chủ tịch nước giống như họ đối đãi với những người bị thất sủng của chế độ. Ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây hay ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay vẫn là ông. Thế nhưng khi làm Thủ tướng được Đảng bố trí chuyên cơ, nay trước thềm Hội nghị Trung ương 6, ông lại đi thăm viếng cấp cao nhà nước bằng chuyến bay thương mại chung với hành khách khác. Vào ngày 25 tháng 9, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản trên một chuyến bay thương mại. Ông thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe. Đi với ông, Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước đã rời sân bay quốc tế Nội Bài trên một chuyến bay thương mại lên đường sang Nhật Bản dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe tại thủ đô Tokyo từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2022. Đây là hình ảnh hai nhân vật đang muốn thay thế ông Chủ tịch nước. Tháp tùng ông Nguyễn Xuân Phúc có các ủy viên Trung Đảng như Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tham gia đoàn còn có các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi và trợ lý Chủ tịch nước Bùi Huy Hùng. Nói chung, lực lượng khá hùng hậu. Những ngày gần Hội nghị Trung ương lần thứ 6, người ta đang đặt dấu hỏi to tướng về sinh mệnh chính trị của ông Chủ tịch nước. Và đây là chuyến đi thăm đám tang, nhưng lực lượng lại hùng hậu, làm cho nhiều người đặt câu hỏi. Do công việc tang lễ, nên phía Nhật cũng rất khó tính đến chuyện làm ăn hay ký kết gì với Việt Nam trong những ngày này. Nhiều người cho rằng rất nhiều người trong đoàn công tác của ông Chủ tịch nước sang Nhật không biết để làm vai trò gì. Và lại chỉ cần một người đứng đầu nhà nước đi cùng viếng, hay cùng lắm là ông Chủ tịch nước đi cùng đoàn tùy tùng thuộc văn phòng Chủ tịch nước đi theo là được. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước đang bị xem thường như là phó thường dân vậy. Không biết ông Tổng có tác động gì vào chuyến đi này hay không, và ai mới có thể làm cho một ông Chủ tịch nước bị đối xử như phó thường dân như vậy? Và ai mới là người có động cơ mạnh nhất làm cho ông Chủ tịch nước phải mất mặt đến như thế? Có lẽ người đó phải là người có quyền lực rất lớn hơn cả ông Chủ tịch nước hiện nay. Theo một số thông tin chia sẻ, thì những ngày gần đây ông Chủ tịch nước bị quản thúc. Chuyến bay ra nước ngoài của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mục đích là xua tan tin đồn, nhưng rồi lại tạo cho người dân sự nghi ngờ khác nữa. Đó là sự nghi ngờ gì? Mời các bạn xem bản tin lần sau của Thời báo chấm đề thì sẽ rõ điều này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thủ phạm đang chỉnh đôi găng đấm bốc, ông Tổng làm gì được? Như Thời báo chấm đề đã đưa tin, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã và đang củng cố sức mạnh của ông ở bên phe quân đội. Đến nay, ông Thủ tướng đã nắm được tổng cục 2 Bộ Quốc phòng
và nắm tổng cục tổng tham mưu trưởng. Ông Phan Văn Giang đang không ngả về bên nào rõ rệt, nhưng Bộ Tổng tham mưu đã ngả về ông Chính rất rõ với hàng loạt quan hệ lợi ích được xây dựng bởi nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thành Nhàn. Ông Tổng cũng đã cố níu giữ quân đội, nhưng ông chỉ nắm được tổng cục chính trị của quân đội. Nói chung, tổng cục chính trị là dân cầm sách, đọc chữ, còn Bộ Tổng tham mưu là dân cầm súng nên tương quan lực lượng bên quân đội, phe Phạm Minh Chính nhỉnh hơn. Trong quân đội có đến 18 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị, nên Phạm Minh Chính nắm hơn một nửa, có sức mạnh, rất đáng gờ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính thăng quân hàm cho sĩ quan phòng không không quân. Nhiều nhà phân tích thấy rằng quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam đang mua nhiều thiết bị phòng không của Israel. Những hợp đồng hiện nay các bên đang thực hiện là do công của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mai mối và kết nối. Nó trị giá hàng tỷ USD. Và hiện nay bên phòng không không quân đang là nơi hưởng lợi nhiều nhất từ các hợp đồng mua bán vũ khí và cũng không loại trừ số tiền lợi quả rất lớn được chia ở đây. Vào ngày 16 tháng 6, ông Phạm Minh Chính khi đó đã ký các quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân. Cụ thể, tại quyết định số 722, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm chính trị của Bộ đội Biên phòng, giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Tại quyết định số 723, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không không quân, giữ chức Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân. Đây là hình ảnh sau khi thăng quân hàm sẽ là thăng chức và bổng lộc cũng như thế kèm theo rất lớn. Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm 3 phó tư lệnh quân khu và phòng không không quân như sau. Cụ thể, ông ký quyết định số 1070, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nhân, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức phó tư lệnh quân khu 4. Ký quyết định tiếp số 1071 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Quách Văn Nhỏ, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, giữ chức phó tư lệnh quân khu 9 Bộ Quốc phòng. Còn tại quyết định số 1072, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Sơn, phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân, giữ chức phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 24 tháng 9, tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm Trung đoàn Không phòng không không quân 921, là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên thuộc sư đoàn 371, là sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và khảo sát sân bay quân sự Yên Bái tại thành phố Yên Bái. Nắm tổng cục 2, củng cố tướng tá cấp quân khu, nâng quân hàm, nâng chức vụ cho cánh tướng tá đang có liên kết chặt chẽ về lợi ích với ông thủ tướng trong lĩnh vực phòng không không quân. Điều này cho thấy ông thủ tướng đang đeo găng tay đấm bốc chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Củng cố vững chắc hậu phương là để nghênh chiến là cách tốt nhất để bảo vệ lấy mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang củng cố sức chiến đấu. Ông Tổng đang làm công quả cho đệ tử, chứ không phải làm vì quyền lực của bản thân mình. Về quyền lực, ông Tổng đã lên đỉnh cao rồi nên không cần nó nữa. Ông đã từng thâu tóm 2 chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về một mối, rồi ông cũng chán và nhả bớt nó ra. Giờ đây, ông đang muốn hạ Chủ tịch Phúc để dành chiếc ghế cho Tô Lâm và hạ uy tín của Thủ tướng Chính để dành lợi thế cho Vương Đình Huệ tiến lên nước Tổng Bí thư. Với cách củng cố quyền lực của ông Thủ tướng, liệu ông Tổng có làm gì được hay không? Ông Tổng cũng có nắm được quân đội nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn. Xem ra, dành lợi thế cho Vương Đình Huệ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với ông Tổng. Ông Tổng đã già và yếu, một mình chống lại 2 đối thủ mạnh cũng xem ra không hề dễ dàng gì. Điều đang nói là ông Thủ tướng cũng đang đeo găng và lại sẵn sàng thì ông Tổng cũng khó mà làm gì cho được.